Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Hơi Cũ Tăng Cản. Hôm nay Thắng sẽ mang đến cho anh chị một sản phẩm rất là quen thuộc luôn. Đó chính là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0e số sàn nha. Bên Thắng hiện nay đang có hai chiếc xe số sàn sản xuất 2019. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu đồng ánh kim đang trong quá trình làm đẹp nha. Thắng sẽ đi quay thực tế hai mẫu xe để cho anh chị chúng ta có thể tham khảo. Nếu mà cảm thấy chiếc xe nó phù hợp á, thì liên hệ với Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về xe nha. Đầu tiên chính là chiếc màu trắng nha anh chị. Xe mang biển số ở Vũng Tàu nè, 72A35242. Xe một chủ từ đầu luôn nha anh chị. Bốn lớp thì thay mới rồi nè. Thay lớp mới rồi, xe đi được 91.000 thì phải thay lớp thôi. Thì những chiếc lớp của Innova á, quý anh chị chúng ta dùng khoảng độ 60 đến 70.000 cây thôi. Xe đang làm đẹp nha anh chị. Chất lượng thì Thắng sẽ không nói đến nha, tại vì chúng ta đã vô hạn, chúng ta mua xe thì chúng ta có cam kết bằng văn bản hết rồi, chúng ta yên tâm. Ngoài ra thì khi mà anh chị chúng ta nhận xe á, sẽ nhận kèm luôn cái sổ bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số nha. Trong quá trình mà anh chị chúng ta sử dụng á, có hư hao gì về động cơ và hộp số thì bên hãng Thắng sẽ bảo hành cho mình. Chỉnh chu mọi thứ, xe được dán phim rồi. Dán phim rồi đường viền chân kính đó, lắp thêm bộ chắn cửa, thì hơi cũ rồi. Nếu mà anh chị mua á, Thắng sẽ tháo bỏ tặng cho anh chị cái mới để cho xe nhìn chỉnh chu hơn. Tabi bọc da nè anh chị, bọc da, ghế bọc da bật lên xuống inox trải sàn. Xe này có một cái ưu điểm á, là lên bộ nội thất rất đẹp, hài hòa với nhau, nhìn cái xe nó sáng đó. Ví dụ như bộ ghế nè, lên bộ ghế màu cam, hai tông màu cam đen, rồi bên trên á, là bọc trần 3D màu cam luôn. Rồi là lên đầu Android, chạy sàn, chạy thấp lô, camera hành trình, có đủ hết luôn. Một bộ xe full phụ kiện. Nếu như anh chị chúng ta mua cái chiếc xe này á, thì chúng ta không cần phải làm bất cứ thứ gì hết nha. Chủ trước làm hết rồi, bên Thắng giữ nguyên lại cho mình dùng. Đối với những mẫu xe này thì chắc khoảng một tuần lễ nữa, thì sẽ hoàn thiện xong nha, khâu kiểm tra và làm đẹp. Chào bán, anh chị có thể lên coi xe chúng ta lấy thử ngay thời điểm này luôn. Được thì chúng ta đặt cọc để mình giữ xe thôi. Sau khi hoàn thiện thì lên đóng nút tiền và nhận xe. Quy trình bán xe rất là dễ dàng luôn, anh chị yên tâm nha. Đó là chiếc đầu tiên màu trắng. Chiếc thứ hai là chiếc màu đồng ánh kim, mang biển số ở Bình Phước nha anh chị. 93A17722, biển số gánh rất đẹp. Xe này đi ít hơn, đi được 83.000 và giá chào bán là 662 triệu. Xe này mắc hơn xe kia 5 triệu nha anh chị, mắc hơn xe kia 5 triệu do đi ít hơn. Và màu đồng thì với giá thành của những chiếc xe màu đồng thì sẽ cao hơn màu trắng một xíu, thì màu trắng hơi khó bán. Rồi lớp liếc nè, để Thắng xem lớp này lớp mới, lớp thay mới nè anh chị, Rigaton thay mới. Đăng kiểm đường bộ còn xa, còn tháng 11/2023. Xe được dán phim, chén cửa thì cũng cũ hết rồi, bên Thắng tháo bỏ luôn, tháo bỏ tặng anh chị cái mới. Những cái nẹp đèn này nè, những nẹp viền đèn này chủ lắp lên, anh chị cần thì bên Thắng giữ lại, không cần thì bên Thắng hỗ trợ tháo ra, đánh bát đánh bóng lại. Nẹp chống chạy cốp nè. Đó, những cái viền đèn nó cũ rồi nè, cái viền che mưa, bên Thắng tháo bỏ nè. Xe được là làm cái trần nè anh chị, trần 3D, hai mẫu xe đều được làm trần. Bên chiếc xe kia là trần màu cam, còn này màu nâu nha. Ghế da, lớp dự phòng phía dưới nè, nó còn khá là dày nha, gầm bệ. Xe bên Thắng thì có kiểm tra chất lượng 176/1 rồi, không phát sinh, không hư hao gì hết. Nội thất rất đẹp, những phần nhựa không có trầy xước nha anh chị. Thì một chiếc xe mà anh chị biết dùng kỹ hay không, chúng ta coi cái nội thất, những cái phần nhựa đen này nè. Những phần nhựa đen này nếu mà trầy trụa nhiều quá, sử dụng nhiều, giữ xe không kỹ. Xe sàn xe sạch sẽ nè, mặc dù chưa làm đẹp. Ghế da màu nâu, trần màu nâu, đi chung màu với cái trần luôn. Phía trước nè, xe này thì cũng full phụ kiện luôn, nhưng mà chỉ thua cái xe kia là cái đầu Android thôi. Xe này vẫn đầu DVD, tích hợp camera gear thôi, chứ không có lên YouTube được nha. Chỉ khác như vậy thôi. Camera hành trình thì cũng có nè, bọc trần cũng có nè, ghế da, vô lăng, cuối mét anh chị.
83.128 cây. Đó, hai chiếc xe Innova số sàn 2019. À, một chiếc màu đồng và một chiếc màu trắng. Anh chị yêu thích màu nào thì chúng ta chọn màu đó nha. À, và đó là hai chiếc xe mà Thắng muốn thông tin đến anh chị. À, nếu có bất cứ thắc mắc gì về xe thì liên hệ với Thắng, Thắng tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán, sau đó hỗ trợ anh chị coi xe thực tế, chúng ta lái thử rồi chúng ta cảm nhận cái chất xe như thế nào đó, coi có phù hợp hay không rồi chúng ta đưa ra quyết định nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.